Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp toàn cảnh đám cưới sang trọng như Quỳnh Ngọc Sơn, sau hơn một năm hẹn hò với nhau, cặp đôi nổi tiếng trên làng giải trí Việt Nam đã đến một khoảng trời mới. Đám cưới của Ngọc Sơn như Quỳnh đã diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Những thông tin về đám cưới của họ không được tiết lộ. Mời các bạn cùng điểm qua một số ảnh cưới đẹp của Như Quỳnh Ngọc Sơn sau đây. Những hình ảnh đẹp đám cưới Như Quỳnh Ngọc Sơn rất được các bạn trẻ quan tâm đặc biệt, dù nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và các fan hâm mộ, đặc biệt từ dư luận. Nhưng Như Quỳnh Ngọc Sơn vẫn chọn cách im lặng cho đến ngày diễn ra lễ cưới. Hình ảnh Như Quỳnh với nét mặt dạng người hạnh phúc, Ngọc Sơn trở thành một chú rể điểm trai. Như Quỳnh nhẹ nhàng hôn lên má ông xã. Trong buổi chụp ảnh cưới, tất cả mọi người rất vui vẻ và phấn khởi. Như Quỳnh Ngọc Sơn sau những rắc rối trong chuyện tình cảm của hai người khiến hình ảnh của họ trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng ít nhiều. Những đổi lại họ có được một kết quả thật mỹ mãn đúng không các bạn? Với ảnh hậu trường ảnh cưới đẹp, cô dâu Như Quỳnh nổi bật với đầm cưới trắng bồng bềnh, sang trọng của mình. Như Quỳnh trở thành một cô xinh đẹp như nàng công chúa trong chuyện cổ tích bước ra ngoài đời thật. Đây là bộ ảnh cưới đẹp, đây cũng chính là ý tưởng của chú rể Ngọc Sơn cho nhà thiết kế. Qua những hình ảnh đẹp trong ngày cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn, các bạn đã thấy được sự đẹp đôi cả sắc lẫn tài năng của cả hai và hãy cùng chúc họ trăm năm hạnh phúc. Nhiều người cho rằng cuộc đời của Như Quỳnh giống như ca khúc Phận được viết dành riêng cho chị. Một người phụ nữ đẹp đến thế, lại chuyên chuyên đến thế, sinh ra trong gian khó, Như Quỳnh vươn lên trong vòng tay của mẹ khi thiếu vắng hình bóng của người cha. Tiếng hát giúp chị có được sự nghiệp nổi trội, nhưng đường tình duyên lại hết sức lòng đong. Tháng 10 năm ngoái, Như Quỳnh bị đồn thổi sắp kết hôn với nam ca sĩ Ngọc Sơn, là đồng nghiệp lâu năm. Cả hai rất thân thiết và tới chơi nhà nhau. Tin đồn khiến hai người phải lên tiếng đính chính. Với Như Quỳnh, chị không tính tới chuyện đi bước nữa vì không muốn con gái buồn. Sự nghiệp ở hải ngoại của Như Quỳnh lên như diều gặp gió từ năm 1994. Khi đó, nữ ca sĩ với gương mặt xinh như búp bê đã lay động trái tim người nghe bởi tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông. Rất nhanh sau đó, Như Quỳnh là một giọng ca được khán giả hải ngoại yêu thích với nhiều bản hit. Sự nghiệp ở hải ngoại của Như Quỳnh lên như diều gặp gió từ năm 1994. Khi đó, nữ ca sĩ với gương mặt xinh như búp bê đã lay động trái tim người nghe bởi tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông. Rất nhanh sau đó, Như Quỳnh là một giọng ca được khán giả hải ngoại yêu thích với nhiều bản hit. Song hôn nhân lại không mỉm cười với chị. Ông xã chị đẹp trai như tài tử. Cả hai có con gái Melody Đông Y vào năm 2007. Vậy nhưng, chẳng bao lâu chị tuyên bố cuộc sống vợ chồng chấm dứt vì không thể mang lại hạnh phúc gia đình thực sự cho anh. Sau này, Như Quỳnh vẫn tự trách mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con gái để con có được một gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy người đàn bà đẹp ấy luôn muốn bù đắp cho con. Chị không muốn tái hôn vì sợ con tủi thân. Chị vẫn đẹp lạ thường ở tuổi 49. Dù nhiều người để mắt vẫn không muốn đi bước nữa. Mới đây trên trang cá nhân, Như Quỳnh chia sẻ ảnh cô con gái năm nay 12 tuổi đang sắp cao bằng mẹ. Khán giả hết lời khen ngợi con gái Như Quỳnh xinh xắn, cao ráo và gọi hai mẹ con nữ ca sĩ như hai chị em. Những hình ảnh, giọng ca Người Tình Mùa Đông chia sẻ trên trang cá nhân thời gian gần đây cho thấy nhan sắc không tuổi khiến khán giả ngưỡng mộ. Ngọc Sơn từng nói về người tình tin đồn với tâm thế ca ngợi. Đối với nam ca sĩ, Như Quỳnh là một trường hợp hiếm gặp vì chị chưa bao giờ thể hiện tâm trạng buồn bã hay phản ứng tiêu cực. Kể cả khi gặp khó khăn và sóng gió trong cuộc sống riêng, Như Quỳnh ít khi thể hiện nỗi buồn, lo lắng với mọi người xung quanh, nhất là với bố mẹ. Chị tôi không muốn họ phải phiền lòng, lo lắng khi đã lớn tuổi, lúc nào quá phiền muộn, chị Quỳnh mới chia sẻ với tôi, em trai Như Quỳnh tiết lộ. Chính vì vậy, trên trang cá nhân, Như Quỳnh luôn chia sẻ hình ảnh rạng rỡ, lạc quan. Dù thực tế chị vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho con, nữ ca sĩ từng tiết lộ việc bị mất ngủ kéo dài 20 năm khiến sức khỏe suy giảm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.